Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn 3 ván đấu diễn ra sáng ngày hôm nay tại vòng 1 Giải Cờ Tướng Đại hội Thể dục Thể thao 2022, nội dung cờ tiêu chuẩn. Mời các bạn thưởng thức 3 ván cờ rất hay. Biên bản ván 1, Nguyễn Thành Bảo, Đào Cao Khoa. Chi Giang Jin Chi Chi 是 是 是 是 将军
将军。奔上。马8tấn 7 chiếu tướng sát cục 1-0 cho Tây Độc. Mời các bạn xem tiếp gián hai Nguyễn Quang Nhật, Nguyễn Anh Đức.吃。吃。吃。吃。吃。吃。串打。吃。吃。吃鸡。吃鸡。吃。
将军。将军。将军。再将。将军出炮。Xe 6 bình 1 chiếu tướng bắn pháo. Chơi đến đây, Nguyễn Anh Đức đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 3, Trần A Sáng, Đinh Tú.吃。将军。是。是。
吃。 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 吃鸡。 吃鸡。 吃。 将军。吃。 吃。 Cho đến đây, hai bên đã đồng ý hòa. Các bạn vừa thưởng thức 3 ván đấu tại vòng 1 nội dung cờ tiêu chuẩn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.